Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Lý hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn bộ đĩa DVD gốc của anh ca sĩ Nhật Tinh Anh. Đây bên tay mình đây là chiếc đĩa của anh Nhật Tinh Anh. Gồm tất cả các bài hát rất là hay luôn các bạn. Bài thứ nhất là Sau Tình Yêu, Đứng Một Mình, Cô Đơn Trong Đêm Lạnh, Lời Nói Thật Lòng, Mong Manh, Cảm Giác Khi Bên Em và bonus thêm đĩa DVD những bài hát này các bạn, có cả karaoke nữa. Sau Tình Yêu, Lời Nói Thật Lòng có những sáng tác rất là quen thuộc luôn các bạn, như là của Khắc Việt, Nguyễn Đình Vũ. Đây là tem của Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn nha các bạn. Đây là album Vol 8 Giác Quan Thứ 6. Đây là đĩa của Phương Nam Phim sản xuất. Giờ mình sẽ mở ra bên trong cho các bạn xem nha. Nhưng đĩa này mình giữ rất là kỹ luôn các bạn. Hình ảnh rất là đẹp luôn các bạn. Bên trong có tấm hình của Nhật Nên. Và đây là hai chiếc đĩa. Đây là CD và đĩa DVD. Hai chiếc đĩa nó khá là đẹp luôn các bạn. Và bên trong được tặng kèm thêm một cuốn album gồm tất cả những hình ảnh của anh Nhật Tinh Anh. Nhật Tinh Anh thì các bạn biết là rất là thành công với ca khúc Phần Trăng Khóc và Tình Yêu Mang Theo. Mình thì mình biết Nhật Tinh Anh từ hồi nhóm 1088. 1088 thì mình thần tượng nhất là anh Vân Quang Long. Ưng Hoàng Phúc thì mình cũng thích nghe nhạc, nhưng mà mình không có sưu tập đĩa gốc của anh Ưng Hoàng Phúc. Bên trong có lyric của những bài hát nha các bạn. Nhật Tinh Anh thì có giọng hát trầm ấm lắm. Mình rất là thích nghe những bài nhạc buồn của anh Nhật Tinh Anh. Và anh Vân Long cũng vậy. Giọng anh Nhật Tinh Anh thì khá là trầm, còn giọng anh Vân Long thì cao hơn. Nói chung là trong nhóm 1088 thì giọng hát của ca sĩ nào cũng rất là hay. Này các bạn, những bức ảnh rất là đẹp luôn. Và đây là có thể cài nhạc chờ các bạn. Ngày xưa thì thời điểm này thì rất là rộ lên những nhạc chuông, nhạc chờ được các bạn. Ngày xưa mình cũng có cài bài Tình Yêu Mang Theo nữa. Album này màu sắc nó khá là nhìn coi rất là cổ điển các bạn. Mình thì đĩa gốc mà ca nhạc á, thì mình không dám khoe với các bạn nhiều. Tại vì đĩa nhạc thì mình sưu tầm rất là ít, tầm mười mấy hai chục đĩa thôi. Tại vì mình thích xem phim hơn so với nghe nhạc. Nghe nhạc thì mình thích ca sĩ nào thì mình mới sưu tầm ca sĩ đó thôi các bạn. Này, bên dưới là có tấm hình to của Nhật Tinh Anh luôn. Rồi mình đã review xong cho các bạn album Vol 6 của anh Nhật Tinh Anh, Giáo Hoàng Thứ 6. Album Vol 8 chứ, mình nói lộn. Đây tất cả các đĩa nha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share và một đăng ký nha, để mình có động lực. Và mình sẽ cố gắng tìm mua những đĩa gốc về ca nhạc để về review cho các bạn xem. Hiện tại thì mình sẽ review những đĩa có sẵn thôi. Cảm ơn các bạn. Mình xin chào tất cả các bạn nha.